Đây khu vực cái con suối nè cả nhà, nước trong xanh rất đẹp, có nhiều cái mỏm đá nhấp nhô. Chỗ đây là khu vui chơi, chèo thuyền, đạp thuyền. Bên cạnh đây là cái hồ bơi. Ở phía trên kia là cái nhà hàng. Trước mặt nhà hàng là cái hồ bơi, nước trong xanh cũng rất là đẹp. Ở khu vực đây hướng camera đây là hướng đi ra lại cổng. Ở khu vực đây rừng núi nhiên sinh không. Rồi hướng đây là hướng đi lên tiếp ba hồ này cả nhà. Rồi chỗ đây là Lai Vô đang leo lên đây, leo lên một cái đài rất là cao, người ta thiết kế khoảng 4 mét. Lên đây ngồi uống cà phê view. Ở này chơi đạp vịt với chèo thuyền cả nhà. Chèo thuyền đơn và chèo thuyền đôi. Chèo thuyền đôi đây hai người chèo, ngoài trước ngoài sau, còn kia chèo đơn một mình. Rồi đạp vịt. Đạp cái đó thì cũng nhẹ, đạp với xe giống như xe đạp có tăng xích nên đạp nó nhẹ lắm. Cua đồ nó cũng rất là nhẹ nhàng chậm rãi. Nó đỡ bị cản nước hơn, rất là êm. Rất là nhẹ nhàng. Đạp này phải ăn ý với nhau à. Cái bên nào muốn cua thì đạp lùi. Cái cua muốn cua bên nào thì đạp lùi ở bên đó vậy thôi là sẽ được. Còn bên kia thì cứ đạp tới bình thường. Một bên đạp lùi, một bên đạp tới. Ví dụ muốn cua bên phải á thì đạp lùi bên phải, cái xe bên phải phải đạp lùi lại, còn bên trái vẫn đạp tới. Còn muốn bên trái, muốn cua bên trái thì phía bên trái đạp lùi. À, bên phải vẫn đạp tới bình thường. Dùng muốn cua bên nào thì phải đạp lùi lại, nó cũng hay. Ba đạp, đạp dễ. Ba đạp kết phao. Hợp và ăn ý với nhau. Ba đạp cái phao kia, đạp cái phao. Kia là cái thuyền chèo. Dễ lật quá. Đó chèo dễ lật, chèo phải đều, ngồi phải cân bằng, không là nó sẽ lật. Không cân bằng nó lật. Kia mắc cạn, kia đội đứng. Chèo đó lướt hơi nhanh. Sau 3 mét thì cũng không đứng dưới mức độ nguy hiểm lắm. Này đạp giải trí cũng vui. Thì vô đây vé 100 ngàn là bao luôn cả này cả nhà. Mình có thể chơi miễn phí thoải mái. Chơi miễn phí thoải mái. Không có tốn thêm tiền đâu. Rau lật. Đạp miễn phí cho nên là có chơi thể chơi thoải mái. Giá vé luôn bao gồm 100 ngàn. Rồi hai cặp kia đạp tuốt lên kia luôn á. Không sợ mắc cạn. Đây là khu vui chơi cả nhà. Đạp vịt với chèo thuyền rồi, miễn phí, vé vô 100 ngàn thì bao hết mấy cái này luôn, mình xuống mình chơi miễn phí. Ở đây độ sâu cảnh báo là khoảng 3 mét. Phải mặc áo phao rồi vô hết. Áo phao ba hồ. Mình đi xuống. Thì có hai cái để chơi. Cái thứ nhất là đạp. Đạp như xe đạp vậy á. Còn một cái là chèo thuyền. Chỗ này nước hồ rất là trong xanh. Ai nghe cho rớt đổ hết kìa. Bước lên.
ba hồ. Đây, từ đây thì mình thích thì mình chèo thuyền. Thuyền ngồi đây chèo. Ai chèo không quen ngồi chèo chắc ụp phát à. Rớt nước luôn á, sâu 3 mét lận á. Nguy hiểm lắm á. Rồi đây là nó đôi. Cái xe đạp này là đôi, hai chiếc. Cứ một cái là hai chiếc. Lên đã chớ, gỡ nó chạy ra hoài sao? Bay ra ngoài kia. Từ. Từ ra ngoài kia vậy hả? Ra lòng hồ. Đang ngồi lại sao? Tụ xa dữ rồi. Đập lui hả? Đập lui ơi. Khó chơi quá. Kiểu là anh ví dụ anh muốn xe qua một xe dầm còn á, là anh đạp một bên, anh đạp đạp thì thêm là đạp lui. Dài dài đúng không? Dài đúng không? Đạp táo là hai người đạp táo luôn. Rồi vậy là dài nè. Ok. Rồi. Để lái, để lái. Rồi, tới tới đây. Rồi, ok, rồi đi thẳng ơi. Rồi, đây. Đây thôi. Có hướng dẫn viên đây. Có hướng dẫn viên xin trái đây. Đẹp quá, anh Khánh ơi. Ô, anh quay ngay cái thành vậy. Quay dưới chân đạp này. Đó, đạp như đạp xe đạp vậy cả nhà. Đó, nói chung cũng nhẹ. Cũng nhẹ. À, đi quăng qua cục đá luôn hả? Đi này, cua vòng tròn này. Dài lắm con đạp tới đâu. Em đạp tá, anh đạp lui, bể tròn. Anh đạp lui, bể tròn tới. Rồi, rồi, đạp thắng tiếp, đạp thắng, rồi. Ồ, nói chung đạp kiểu này nó cũng nhẹ, nhẹ hơn cái đạp kiểu chân vịt kia. Chân vịt kia đạp nặng. Qua đây. Du á, Khang muốn đạp mà mình cho Khang đạp này. Hả? Muốn đạp quá. Ba dừng lại cho Khang đạp này. Rồi. Rồi Khang vô đạp đi. Mình đứng lên nhìn em. Bước từ từ thôi chứ từ nó đồng đảnh lật úp một hết rồi. Là uống nước á. Rồi Khánh, Khánh đứng nhìn nha. Đạp tới không? Khang đứng tới rồi. Không tới đâu. Ngồi xít tới xíu. Ngồi xít tới luôn rồi, ngồi dưới luôn được không? Ngồi được không? Vậy đâu chân đâu. Tới không? Không có đâu mà. À bây. Chân Khang dài mà. Lúc cái đầu. Còn Khánh đứng, Khánh qua chỗ mẹ, Khánh đứng gì thế mẹ. Đứng xuống vô trong đi Khánh. Đứng ở chỗ vậy cho con này. Từ từ không, đạp từ từ thôi Khang. Rồi làm vòng nữa nha. Thôi từ từ thôi. Cho thẳng ra chứ chị cua vòng tròn vậy, cho thẳng cua đây. Cua tọc vô đá kìa. Kìa, thẳng ra cho cua Khang, cua Khang. Cua đây. Lui lại, con đạp lui, ba đạp tới. Con đạp lui, đúng rồi. Rồi, đạp, rồi, đạp tới đây, đạp tới đây. Rồi, để lái thẳng đi. Rồi, cua qua đây một vòng nữa, qua cục đá. Đúng vòng nữa rồi về. Rồi, qua một vòng cục đá đây. Ba đạp lui nè, Khang đạp tới nè, cua nè. Khang đạp tới. À. Rồi, thôi được rồi. Rồi đập tới. Ở khi cua là bên nào muốn cua thì phải đập lui. Bên nào muốn cua là phải đập lui.